Đinh Quang Thái xin trân kính chào quý khán giả của Liên TV quý vị vẫn theo dõi chương trình và bản tin buổi chiều. Thưa quý khán giả, kể từ khi Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội xâm lăng Ukraine tính cho tới ngày hôm nay đã trên 5 tháng các trận chiến ở giữa đôi bên vẫn giao tranh một cách ác, ác liệt. Tuy nhiên những ngày vừa qua đã có một số dấu hiệu cho thấy là quân đội Ukraine đã có những trận chiến để có thể giành lại một số các vùng lãnh thổ Uh, tin của các hãng thông tấn từ hôm qua tới giờ đều loan báo cho biết là cách đây 2 ngày, tức là ngày mùng 9 đến tháng 8, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại một căn cứ không quân của Nga tại vùng Crimea. Đó là cái khu vực mà Nga đã chiếm của Ukraine vào năm 2014. Một viên chức của chính phủ Ukraine nói rằng chính lực lượng đặc biệt của Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ công không quân này của Nga. Không quân Ukraine cho biết là có 9 chiến đấu cơ của Nga đã bị phá hủy, À, trong khi đó thì phát ngôn viên của vladimir putin nói rằng vụ nổ tại căn cứ không quân ở crimea à, chẳng qua chỉ là một sự bất cẩn mà thôi một viên chức à, quân đội của hoa kỳ à, nói với tờ washington post là các lực lượng à, chiến đấu của ukraine dường như đã sử dụng à, những loại võ khí để tấn công à, cái căn cứ này nhưng mà không phải là các, à, loại võ khí mà hoa kỳ đã cung cấp cho ukraine À, các bức ảnh vệ tinh được công bố vào à, sáng ngày hôm nay cho thấy là căn cứ không quân của nga tại crimea bị tàn phá nặng nề à, ba vụ à, nổ à, gần như là giống hệt nhau đã tạo ra những cái hố lớn và à, người ta thấy rằng à, nằm trên cái vùng bờ biển phía tây tức là cái căn cứ này đã đã có ít nhất là xác của 8 chiếc máy bay nga đã bị phá hủy hoàn toàn thưa quý khán giả à, căn cứ này nằm ở trên à, vùng biển à, crimea và chúng ta biết là nga đã sắp nhập và từ lãnh thổ của ukraine vào lãnh thổ của nga năm 2024 và nga sử dụng cái đảo này đó làm căn cứ cho hạm đội biển đen đồng thời là cái tuyến đường rất quan trọng để tiếp liệu chính thức cho các lực lượng xâm lược đang chiếm đóng ở miền nam của ukraine à, tại thị trấn phía bắc pucha 15 thi thể đã được chôn cất sau khi người ta tìm thấy kể từ khi 4 tháng quân Nga xâm lược chiếm đóng khu vực này. Một cuộc điều tra của viên chức Ukraine nói rằng họ đã tìm được tổng cộng là 458 thi thể tại Pucha, trong đó có 419 thi thể có dấu hiệu bị bắn, bị tra tấn hoặc là bị chôn sống. Lực lượng Ukraine nói rằng họ sẽ tái chiếm một vài vị trí ở khu vực nằm ở phía giữa tỉnh Slovians và Kharkov, là một vùng mà lực lượng Nga hầu như không tiến được trong mấy ngày vừa qua ngoài ra nga dường như đã phải rút một số các đơn vị tác chiến quan trọng ra khỏi vùng donbass để chuẩn bị cho một trận đánh lớn sắp xảy ra tại miền nam ukraine à, theo các giới chức quân sự của hoa kỳ cũng như của ukraine quân đội ukraine cần lợi dụng cái tình hình này để có thể lấy lại vùng lãnh thổ donbass khi một quân nga phân tán lực lượng và rút ra khỏi cái khu vực donbass à, một cấp chỉ huy của ukraine là thiếu tướng Uh, Dmitry Makchenko cho biết là quân đội Ukraine đang có kế hoạch giải phóng vùng Kherson vào cuối năm nay. Trong khi đó, thì một viên chức Hoa Kỳ nói với tờ Washington Post rằng Hoa Kỳ sẽ không muốn thực hiện lệnh cấm hoàn toàn đối với tất cả người Nga. Tại sao vậy? Vì nếu mà lệnh cấm này được thi hành đó, thì điều đó có nghĩa là từ chối nhập cảnh vào nước Mỹ, ngay cả những người đang chống đối Vladimir Putin, những người chỉ trích cuộc chiến tranh xâm lược tại Ukraine và những người bị Vladimir Putin đàn áp về chính trị hoặc là những người có khuynh hướng tính dục, thí dụ là đồng tính hoặc là chuyển đổi giới tính chẳng hạn. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Post, thì Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky kêu gọi các quốc gia tây phương cấm tất cả du khách Nga vào các quốc gia tây phương. Trong khi đó, thì cơ quan phát triển quốc tế của nước Mỹ loan báo là Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 4 tỷ 500 triệu Mỹ Kim cho chính phủ Ukraine, nâng tổng số ngân sách mà Mỹ đã dành cho Ukraine kể từ khi chiến tranh bùng nổ ngày 24 tháng 2 cho tới ngày hôm nay, lên tới 8 tỷ 500 triệu Mỹ Kim. Thụy Điển, Đan Mạch và Canada tuyên bố là sẽ giúp uh, Anh Quốc huấn luyện binh sĩ Ukraine tại Vương quốc Anh. Hoa Kỳ cũng đã phê chuẩn một khoản viện trợ 89 triệu Mỹ Kim để đào tạo 100 toán rà phá bom mìn và và rà phá những cái chất nổ mà chưa phát nổ tại Ukraine. Thưa quý vị, ngày mùng 9 tháng 8 tức là cách đây 2 ngày, Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đã ký các văn kiện phê chuẩn tiến trình gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO của hai thành viên mới đó là Phần Lan và Thụy Điển. Đây là một cái biến cố rất là quan trọng bởi vì thì trước giờ phần lan và thụy điển vẫn giữ một vai trò trung lập nhưng uh, do cái cuộc xâm lăng của vladimir putin tại uh, ukraine thúc đẩy uh, phần lan và thụy điển đã nộp đơn rất sớm và cho tới phút này đã, thì các quốc gia nato đã lần lượt phê chuẩn cái tư cách thành viên của phần lan và thụy điển và người ta tin rằng trong một thời gian rất ngắn sắp tới thôi sẽ có một buổi lễ chính thức để công nhận hai thành viên mới này Uh, uh, chính phủ Thụy Điển và Phần Lan nói rất rõ cái việc mà họ xin gia nhập NATO sớm như vậy chẳng qua bởi vì họ lo sợ là sau khi mà Nga tấn công Ukraine như lời Vladimir Putin từng hăm dọa cái quốc gia kế tiếp có thể là Phần Lan nếu như Phần Lan uh, nộp đơn xin vào NATO. Uh, trong cái cuộc uh, họp báo tại tòa Bạch Ốc cách đây 2 ngày tổng thống uh, Joe Biden nói rằng Vladimir Putin đang đối mặt với chính những gì mà Putin không hề mong muốn người Việt Nam mình, thưa quý vị có một cái câu thành ngữ là gậy ông đập lưng ông Vladimir Putin khi mà đem quân xâm lăng Ukraine đưa ra một số lý do trong đó có lý do là Ukraine đang muốn trở thành thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và như vậy sẽ là một quốc gia cùng một biên giới với nước Nga và đe dọa nền an ninh của nước Nga. Cái điều thứ hai. Putin bảo rằng chính phủ của Tổng thống Zelensky là chính phủ mà có chủ trương tân phát xít vân vân. Nhưng mà lý do quan trọng nhất có lẽ là Putin muốn ngăn chặn Ukraine là một quốc gia từng là thành viên của Cộng sản Liên Xô cũ gia nhập vào khối phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Và Putin còn hăm dọa rằng nếu mà Phần Lan, Thụy Điển và những quốc gia khác như là Latvia hay là Estonia vân vân mà muốn gia nhập NATO đó thì sẽ là một cái mối đe dọa cho nước Nga và Putin nói rằng sẽ có biện pháp gây ông đập lưng ông Tổng thống Joe Biden nói rất rõ cái việc mà uh, Putin đang phải đối mặt bây giờ đó là bởi vì ông ta không mong muốn uh, Phần Lan thụy điển trở thành thành viên NATO thì bây giờ hai quốc gia đó đã trở thành thành viên của NATO uh, những gì mà chúng ta thấy đó là rõ ràng vladimir putin đang ngậm một cái khúc gân gà nuốt vào thì nó dở mà nhổ ra thì lại tiếc bởi vì nếu mà tiến tới đó, cuộc chiến ở ukraine sẽ làm hao mòn cái nền kinh tế của nước nga đó là chưa kể có thể dẫn tới một nguy cơ nội tình của nước nga do sự bất mãn à, sẽ có thể xảy ra một biến loạn trong nội bộ của điện, điện cầm linh và putin không còn giữ vị thế nhà lãnh đạo nữa trong khi đó thì đối với tất cả thế giới nước nga giờ phút này đang bị bao vây có lẽ chỉ trừ cái tập cận bình của cộng sản trung quốc là còn ủng hộ nước nga thôi có thể có bắc hàn có thể có iran nhưng mà hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó đặc biệt là các quốc gia tây phương và nước mỹ bây giờ vẫn xem uh, nga qua cái hành động xâm lăng ukraine là một mối đe dọa cho âu châu và cho liên minh trong đó có hoa kỳ hoa ra Putin chính là người có công nhất trong cái việc mà NATO bằng trước ảnh hưởng tại vùng Âu Châu để đối đầu với ai thưa quý khán giả? Để đối đầu với chính cái tham vọng điên cuồng của Vladimir Putin khi muốn uh, xâm chiếm Ukraine rồi sau đó tiếp tục xâm lấn qua những quốc gia khác. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.